Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Xem Ngày Tốt trên kênh Phong Thủy Tiệm Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch. Đấy. Thì như chúng ta đã biết, cái ngày bốc bát hương ấy, nó phải là ngày tốt cho việc bốc bát hương. Đấy. Thì vị trí đầu tiên chúng ta tìm ra để tìm ra được ngày tốt bốc bát hương thì chúng ta cũng phải cần loại bỏ những ngày xấu. Thì như chúng ta đã biết đúng không ạ? Cái tháng 3 âm lịch nó khởi từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Cái tháng 3 nó là tháng gì? Tháng đủ, nó là tháng Giáp Thìn. Đấy. Thì trong tháng 3 để chọn được ngày tốt bốc bát hương thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu sau. Đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 3 âm lịch thì nó là ngày mùi, thì tất cả những ngày mùi ta không dùng. Những ngày mùi trong tháng 3 đó là ngày 12 là ngày Ất Mùi. Tiếp đến là gì? Ngày 24 là ngày Đinh Mùi, đó là ngày sát chủ, chúng ta không dùng nhé. Mặc dù nó là ngày tốt ấy, nhưng mà nó bị phạm sát chủ, ta không dùng. Ngày thứ hai ta cần loại bỏ đó là gì? Đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong cái tháng 3 âm lịch này thì nó là ngày Hợi. Thì ngày Hợi có ngày mùng 4 là ngày Đinh Hợi này, nó phạm Thụ Tử tao dùng này. Tiếp đến là gì? Ngày Hợi mùng 4 và ngày 16, 16 là ngày Kỷ Hợi. Đây ngày 16 ngày Kỷ Hợi cũng phạm Thụ Tử tao dùng. Và ngày 28 là ngày Tân Hợi, nó cũng phạm ngày Thụ Tử thì tao cũng không dùng. Đó. Ngày số tiếp theo tao cần lại bỏ đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì hàng tháng, hàng năm bao gồm mỗi ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày Bính Tuất. Thứ hai là gì? Ngày mùng 7 là ngày Canh Dần. Tiếp đến là gì? Ngày 13 là ngày Bính Thân. Ngày thứ tư đó là ngày 18 là ngày Tân Sửu. Tiếp đến là ngày 22 là ngày Ất Tỵ. Và cuối cùng là gì? Ngày 27 là ngày Canh Tuất. Đó là những ngày Tam Nương mà chúng ta không dùng được. Để việc bốc bát hương được thuận lợi thì chúng ta cũng kỵ những ngày là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ thì trong tháng này có những ngày mùng 5, 14, 23 hàng tháng. Mùng 5 là ngày Mậu Tý chúng ta không dùng. Ngày 14 đó là ngày Đinh Dậu chúng ta cũng loại bỏ. Tiếp đến là gì? Ngày 23, ngày 23 đó là ngày Bính Ngọ, ta cũng không dùng. Đó. Và một ngày nữa chúng ta cần loại bỏ đó là gì? Ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá thì vì tháng này là tháng 3 là tháng Thìn. Tháng Thìn đâm ra là tất cả những ngày Tuất sẽ bị xung. Ngày Tuất thì chúng ta có ngày mùng 3 là ngày Bính Tuất này. Ngày 15 là ngày Mậu Tuất thì chúng ta cũng không dùng được. Và ngày 27 là ngày Canh Tuất thì nó trùng với ngày Tam Nương rồi. Đó. Đó là những cái ngày xấu cần tránh trong việc bốc lại bát hương. Sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu thì bây giờ chúng ta sẽ tìm xem những ngày nào tốt để bốc lại bát hương trong tháng 3 âm lịch. Đấy. Thì trước khi bước vào cái phần bốc bát hương thì tôi cũng giới thiệu qua với quý vị, cái việc bốc bát hương ấy là việc hết sức quan trọng ấy. Và cái bốc bát hương trong bát hương thì nó bao gồm phải có cho cốt, đúng không ạ? Thì cái cốt bát hương là cái cực kỳ quan trọng mà không thể thiếu trong bát hương. Khi mà có cốt bát hương thì nó mới lưu giữ được cái linh khí, lưu giữ được cái lời nguyện cầu của mình. Đấy. Và khi đó thì cái việc thờ cúng nó có ý nghĩa. Thì để bốc bát hương thuận lợi thì trong bát hương bao giờ cũng phải có cốt thất bảo. Cốt thất bảo thì nó là bảy bảo vật của nhân gian, nó bao gồm là vàng, bạc, mã não, phỉ thúy, san hô đỏ, hổ phách và ngọc trai. Đấy. Đó là những thứ mà trong cái cốt thất bảo này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Phong Thủy Lộc Tài để thỉnh gói thất bảo này. Cái thất bảo cũng đã được thầy Gia Cát khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị rồi. Thứ hai là gì? Trong bát hương thì nó sẽ có một cái tờ di hiệu. Tờ di hiệu để ghi xem là cái bát hương nó thờ ai. Bát hương nó thờ ai. Đấy. Thì quý vị ghi đầu trên như này, ghi từ trên xuống. Thì trong cái bộ cốt bốc bát hương thì cũng có đầy đủ các hướng dẫn để quý vị ghi rồi. Tiếp đến là gì? Trong bát hương thì nó có một cái gạo vàng thần tài để chúng ta nạp tài cho bát hương đấy, và điều hòa ngũ hành của bát hương giúp cho cái việc thờ cúng nó được đúng, được linh thiêng nhất. Đó là ba vật phẩm mà cần thiết trong bát hương. Đó thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Lộc Tài để được tư vấn về cái bốc bát hương và những ngày tốt bốc bát hương đấy. Và tiếp tục chúng ta bước phần này là phần xem ngày tốt để bốc bát hương, đúng không? Thì trong tháng 2 âm lịch chúng ta xét từng ngày nhé. Thì ngày đầu tiên là ngày mùng 1. Mùng 1 nó là ngày Giáp Thân. Đấy. Ngày Giáp Thân có sao quỷ và nó là trực chấp. Thì nó là một ngày tốt để bốc bát hương. Thì vì là ngày này thì các chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ. Đây là ngày mà ngày Đại Cát để bốc lại bát hương. Đó là ngày Giáp Thân và ngày Ất Dậu. Nhá. Ngày mùng 1, mùng 2 tháng 3. Đây, ngày tốt là ngày hai ngày đầu tiên để bốc lại bát hương. Mùng 1, mùng 2 này. Ngày Ất Dậu đấy, ngày Ất Dậu thì nó có sao liễu và trực nó trực phá, nhưng cũng là một ngày tốt để bốc bát hương vì các chư thần ở tại thiên rồi lại xuống địa phủ. Hai ngày này rất rất tốt để làm lễ bốc bát hương. Đấy, cái này quý vị có thể tham khảo thêm cái tài liệu là thông thư nhé, để quý vị biết được. Ngày tiếp theo chúng ta cần phải xét đó là gì? Ngày mùng 6 là ngày Kỷ Sửu.
Ngày mùng 6 kỷ sửu thì đó cũng là một ngày tốt để bốc lại bát hương. Ngày mùng 6 ngày kỷ sửu này. Để tất cả ngày mùng 6 được nhá. Ngày mùng 6 này, này. Ngày đây bên này là cột dương lịch này. Ngày mùng 6, ngày mùng 1 thì nó tương ứng ngày mùng 1 dương lịch này. Mùng 1 tháng 4 này, ngày mùng 2 là ngày mùng 2 tháng 4, ngày và ngày mùng 6 thì nó là ngày mùng 6 tháng 4 dương lịch. Đấy, trước nước trước khai này. Thì trong ngày này thì các chư thần để tại nhân gian địa phủ. Đấy, nếu ai cầu làm phúc, cầu phúc tế lễ, làm điều ông nguyệt thì rất tốt. Nếu làm trong ngày này rất tốt nhé, thì quý vị có thể chọn 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 ngày kỷ sửu này. Còn ngày mậu tý nó cũng là ngày tốt, nhưng ngày mậu tý nó phạm ngày nguyệt kỵ rồi, chúng ta không dùng. Đó, thì chỉ còn lại ngày gì? Ngày ngày kỷ sửu thôi. Ngày mùng 6. Tiếp theo ngày mùng 7 là ngày tam lương, chúng ta không dùng này. Ngày Tân Mão thì nó lù là ngày tốt bình thường. Vì ngày Tân Mão là ngày mùng 8 thì các chư thần tại địa phủ nếu cầu xin việc gì hoặc là chiêu hồn thì được hoặc là bàn thờ hoặc là thiết lập bài vị gia tiên thì cũng cũng tạm được. Nói chung là ngày này cũng là ngày thứ cát thôi, không phải là ngày đại cát. Đấy. Ngày mùng 9, đây ngày mùng 8 Tân Mão thì nó là ngày mùng 8 tháng 4 dương lịch ấy. Ngày mùng 9 thì nó là ngày Nhâm Thìn và ngày mùng 10 nó là ngày Quý Tỵ. Thì hai ngày này chư thần tại thiên đấy là ngày gì, là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử, nên là việc tế tự rất là xấu. Thì trong ngày mùng 9 mùng 10 quý vị không nên bốc lại bát hương, không nên bốc lại bát hương là bàn thờ đấy. Ngày 11 là ngày Giáp Ngọ, thì trong ngày này thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu có người thượng trương tiến biểu làm lễ tạ thổ công thì được phước gấp 10 lần đấy. Thì ngày này là ngày mà tế lễ rất tốt. Ngày 11 đó là ngày Giáp Ngọ, nó tương ứng ngày 11 tháng tháng 4 dương lịch. Đó, rất là tốt. Tiếp đến là ngày Ất Mùi, ngày Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, tức là ngày 12, 13, 14, 15, 16 ấy, thì nó bị phạm vào những ngày sát như là sát chủ, tam lương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, tụ tử thì chúng ta không dùng. Ngày 17 là ngày Canh Tí, nó không bị phạm nhưng mà nó lại là một ngày xấu. Đấy. Ngày 17 thì các chư thần tại thiên nếu cầu phúc tế lễ thì bị bệnh tật và tai họa xấu xa, thì những ngày này ta không dùng nhé. Tiếp đến là ngày 19 là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần nó có sao là sao thất và trực nó là trực bế. Thì cái ngày này này thì chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc thì rất tốt. Đấy, trong tốt cho cả việc bốc bát hương nữa. Đấy, quý vị làm phúc làm trong ngày này, hai ngày này rất tốt này. Ngày 19 là ngày Nhâm Dần. Tương ứng ngày 19 tháng 4 dương lịch và ngày 20 là ngày Quý Mão thì nó tương ứng với ngày 20 tháng 4 dương lịch. Tiếp đến là gì? Ngày 21. Ngày 21 là ngày Giáp Thìn. Nó tương ứng với ngày 21 tháng 4 dương lịch ấy. Nó có sao khuê và trực trừ. Đấy. Thì trong ngày 21 này này thì chư thần ở tại cung trời làm lễ cầu phúc thì rất tốt. Đấy, bái tế lễ cầu phúc thì rất là tốt. Đó. Tiếp đến là gì? Chúng ta xét đến ngày tốt tiếp theo là ngày 22 là ngày Ất Tỵ thì nó phạm ngày tam lương rồi. Ngày 23 Bính Ngọ thì nó phạm ngày nguyệt kỵ. Ngày 24 Đinh Mùi thì nó phạm ngày sát chủ. Ngày 25 Mậu Thân thì nó phạm vào đây, ngày 25 Mậu Thân thì chư thần trên trời không ở nhân gian địa phủ nếu tế lễ sẽ bị sát sư, bị tổn gia trưởng đấy nhé. Trong ngày 25 này nếu mà làm lễ thì sẽ bị sát sư và bị tổn gia trưởng, nên là quý vị không nên dùng ngày 25 này. Tiếp đến là ngày 26. Ngày 26 là ngày Kỷ Dậu. Ngày 26 Kỷ Dậu tương ứng với ngày 26 tháng 4 dương lịch. Đấy, thì gì, ngày này thì trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu làm lễ tự này tiến điền là rất là tốt. Đấy, thì trong cái ngày 26 này thì chúng ta cũng là một trong những ngày rất là tốt để chúng ta tiến hành việc bốc đại bát hương, bốc bát hương nhập trạch hoặc bốc bát hương thờ thần tài hoặc bốc bát hương bốc lại bát hương gia tiên, nếu mà quý vị cảm thấy là chuyển bát hương. Đó, đó là những cái việc mà làm rất là tốt trong cái ngày 26. Đó. Còn ngày 27 thì nó là ngày tam lương rồi, chúng ta loại bỏ. Ngày 28 nó là ngày thụ tử. Ngày 29, ngày 30 tức là ngày Nhâm Tý và ngày Quý Sửu ấy thì làm lễ bái rất xấu vì các thần đang ở trên cung thiên cung thì chúng ta không nên làm. Đó, đó là những ngày tốt mà tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn là bốc cái bát hương, bốc bát hương trong cái tháng 3 âm lịch. Đấy, thì cái việc bốc bát hương như là bốc bát hương thờ thần tài, bốc bát hương thổ địa, bốc bát hương thổ công, bốc bát hương nhập trạch vào nhà mới, bốc bát hương vân vân, nó có rất nhiều. Đấy, thì quý vị có thể là lựa chọn những cái ngày này để quý vị làm cho được tốt nhất. Thì tổng quan chúng ta sẽ có những ngày tốt bốc hương sau này. Ngày đầu tiên là ngày Giáp Thân là ngày mùng 1. Ngày thứ hai là ngày Ất Dậu là ngày mùng 2. Ngày thứ ba là ngày Kỷ Sửu. Ngày thứ tư là ngày Tân Mão. Ngày thứ năm là ngày Giáp Ngọ. Ngày thứ sáu là ngày Nhâm Dần.
Ngày thứ bảy là ngày Quý Mão. Ngày thứ 8 là ngày Giáp Thìn. Và ngày thứ 9 là ngày Kỷ Dậu. Đó. Vậy là trong cái tháng tháng 3 âm lịch chúng ta tận 9 ngày tốt để bốc lại bát hương. Có 9 ngày tốt để bốc bát hương. Và đâm ra là quý vị có thể là rất nhiều thời điểm lựa chọn. Thì quý vị hãy chọn cho mình một cái ngày tốt để quý vị làm việc cho được hay không may mắn. Đấy, vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để bốc bát hương trong cái tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.